Em vừa đi lấy dược liệu về xong để bào chế lên cái sản phẩm mang tên là thanh can thảo ấy, gồm 22 vị thảo dược quý về bệnh gan của em ấy. Thì đây là một loại dược liệu mang tên là diệp hạ châu. Và diệp hạ châu này nó là một loại dược liệu mà nó có cái tính hàn đắng rất là mạnh. Do đó thì khi em sử dụng ấy, đặc biệt nó sẽ giúp hạ can hỏa rất là nhanh với những người hay bốc hỏa này, nổi mụn nhiều này. Đấy, trong cái sản phẩm thanh can thảo gồm 22 vị thảo dược này của em ấy thì có cái thành phần diệp hạ châu này. Và đây là em lấy hoàn toàn tự nhiên. Em lấy ở nơi em trồng dược liệu thôi, quanh vườn nhà. Sau đó là em sẽ rửa thật sạch đi, phơi khô và dùng cả bộ phận thân rễ của nó. Còn đây là một cái sản phẩm mang tên thanh can thảo, và với cái sản phẩm này của em ấy thì sẽ được gồm hai gói là 1 kg, và em miễn phí ship từ 1 kg nhé. Thì mỗi gói này mọi người sẽ dùng được 15 ngày, và hai gói sẽ dùng là được 1 tháng. Thì nó sẽ giúp cải thiện nhanh những triệu chứng ví dụ như là viêm gan gây vàng da, vàng mắt này, mệt mỏi nóng trong này, hay mất ngủ do cái can hỏa đấy ạ. Và mọi người có thể kiểm soát về viêm gan virus BC, sơ gan, men gan cao, dùng rất là hay, hoặc là phòng chống cái tác hại của rượu bia. Đấy, thì mọi người hoàn toàn có thể sử dụng cái sản phẩm này của bên em. Và hiện tại thì em đang rất nhiều bệnh nhân cần sản phẩm này, và cái nắng như thế này thì em sẽ phơi được những mẻ dược liệu rất là sạch và hoàn toàn tự nhiên. Vì đây em toàn lấy dược liệu trên đồi thôi. Đây là những nơi em sống, sinh sống và làm việc. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.